Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đây, cái này đây là cái đường thẳng này. Được. Trong hình vẽ đang có các đường thẳng. Đây, B, BC, phải DE. Nào. Kéo dài ra, kéo dài cái này ra, cái này kéo dài ra, kéo dài, đó là cái đường thẳng. Còn này chúng ta bỏ cái này, bỏ cái đoạn này thì nó là đoạn thẳng. Đường cong là đường cong x, đường cong là y. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Đúng thì ghi D, sai thì ghi S. Trong hình vẽ bên ba điểm A, B, C thẳng hàng. A, B, C thẳng hàng. Đúng. Tại vì nó cùng nằm trên một cái đường thẳng. Thấy không? Đó. Vậy cái này là đúng. D, E, G thẳng hàng. D, E, G. Cái này nó nằm ngoài cái đường thẳng. Vì không phải. Nó phải nằm đây mới được. Hoặc là nằm đây này. Thì nó mới là thẳng hàng. Này là sai. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Ba điểm thẳng hàng có trong hình bên là. Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng B, M, C. B, M, C. Đó là ba điểm thẳng hàng. Rồi. A, H, M. A, H, M. Rồi, hết. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Khoanh vào một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình dưới đây. Một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng. Rồi, đường thẳng này đây, những cái đường này này. Cái đường dưới cái nền này này, nè. Chúng ta thấy mấy cái này nè, đây, những cái đường trắng trắng này này. Đó, rất là nhiều hoặc đây hoặc cái đường này này đó thấy không? Cái đường của cái vỉa hè của nhà này thấy không? Hoặc cái đường này nó rất là nhiều đó. Ví dụ chúng ta khoanh ra cái đây cái đường cái đoạn này cái này là thẳng hàng là đường thẳng. Rồi đường cong đây cái dây này đang nhảy dây này là cái dây này là đường cong này được chưa? Rồi là ba cây thẳng hàng, đây là ba cây này thẳng hàng này. Nè, ba cây này thẳng hàng. Đó. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.